xử lý trường hợp viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế. Việc viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước thường ít xảy ra, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những ngoại lệ. Và một ngày đẹp trời, bạn nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc nhắc nợ tiền thuế doanh nghiệp. Vậy khi bạn viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế thì điều gì xảy ra? Rất rõ ràng, loại thuế cần nộp thì bạn lại không nộp, mà thuế không cần nộp bạn lại nộp. Do vậy, dẫn đến thuế cần nộp nhưng bạn đang nợ tiền thuế đó, và bạn đang nộp thừa loại thuế kia. Ví dụ, thuế giá trị gia tăng có mã nội dung kinh tế là 1701 nhưng bạn lại viết sai mã nội dung kinh tế thành 1801. Thuế môn bài bậc 1 năm 2016 về trước. Kết quả là nợ tiền thuế giá trị gia tăng, thừa tiền thuế môn bài. Xử lý trường hợp viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế. Xử lý trường hợp viết sai mã nội dung kinh tế khi nộp thuế như thế nào? Bạn có thể tham khảo nhé. Đầu tiên là bản gốc và bản photo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước liên quan đến việc sai mã nội dung kinh tế. Bản photo để phòng trường hợp cơ quan thuế muốn giữ lại một bản. Công văn giải trình của doanh nghiệp mẫu C107 NS giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, toàn bộ thủ tục các bạn nộp về bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Bạn nên chủ động liên lạc với cơ quan thuế để có kết quả sớm nhất. Tải mẫu C107 NS. Mẫu quy chế tiền lương, giải pháp tối ưu chi phí tiền lương. Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng mới nhất này được xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu và các quy định về lao động, quy định về bảo hiểm tiền lương năm 2017. Bạn hoàn toàn có thể sửa lại theo pháp luật hiện hành để phù hợp với hiện tại. Theo tiết B, điểm 2 chấm 9 khoản 2 điều 4 thông tư 96/2015 TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ về tiền lương thưởng như sau: B, các khoản tiền lương thưởng chi chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức hưởng được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn, quy chế thưởng cho chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty. Do vậy, các khoản chi về lương này được hiểu như là một khoản chi chế biến không có hóa đơn.
Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về chi phí tiền lương thưởng, tất nhiên phải đảm bảo nguyên tắc hợp lý. Mẫu quy chế lương, giải pháp tối ưu chi phí tiền lương doanh nghiệp. Chức danh: giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên quỹ, nhân viên kho. Chức vụ đối với giám đốc: loại các loại phụ cấp đồng trên tháng. Chức vụ phụ cấp của chức vụ của giám đốc là 3 triệu, xăng xe là 1 triệu, điện thoại là 1 triệu rưỡi. Phụ cấp của phó giám đốc đối với chức vụ phụ cấp 2 triệu, phụ cấp xăng xe 800, phụ cấp điện thoại 1 triệu 110, 1 triệu 100 nghìn. Phụ cấp của kế toán trưởng đối với phụ cấp chức vụ là 1 triệu, phụ cấp xăng xe là 500, phụ cấp điện thoại là 500. Phụ cấp của trưởng phòng kinh doanh, phụ cấp chức vụ là 1 triệu rưỡi. Phụ cấp xăng xe là 500, phụ cấp xăng xe là 700, phụ cấp điện thoại là 800. Phụ cấp của nhân viên kế toán thì chỉ có phụ cấp về điện thoại là 200.000, phụ cấp ăn trưa 30.000 trên một người. Phụ cấp của nhân viên kinh doanh, phụ cấp xăng xe là 500.000, phụ cấp điện thoại là 400.000 và phụ cấp ăn trưa 30.000. Phụ cấp của nhân viên bán hàng, phụ cấp xăng xe là 300.000, phụ cấp điện thoại 300.000. Phụ cấp của nhân viên quỹ, phụ cấp điện thoại là 200.000, ăn trưa 30.000 hết. Phụ cấp của nhân viên kho, phụ cấp điện thoại là 200.000, còn ăn trưa tất cả đều có phụ cấp là 30.000. Mẫu quy chế tiền lương thưởng cần đảm bảo thể hiện được các thông tin như lương chính, lương cơ bản, lương thời gian, lương đóng bảo hiểm xã hội, lương từ việc, lương khoán, phụ cấp trợ cấp, các khoản phúc lợi khác, các tính lương cơ sở, tính lương hạn trả lương, tiền lương làm thêm giờ, công tác phí, ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, chế độ xét tăng lương, thủ tục xét tăng lương, mức nâng của mỗi bậc lương, thưởng thâm niên, thưởng Tết âm lịch, thưởng ngày Quốc khánh, Tết dương lịch, ngày chiến thắng quốc tế lao động, thưởng đạt doanh số, xử phạt. Mẫu quy chế tiền lương thưởng này là văn bản tham khảo cho doanh nghiệp bạn. Bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp chỉnh sửa thêm bớt cho phù hợp.